Đây là cái dòng máy chiếm áp. Tức là máy này là phải xài, bắt buộc phải xài qua bơm tăng áp đó mọi người, chứ không có xài theo kiểu tự nhiên trong thủy tinh được. Dòng này thì rất là mắc tiền, và hai là dòng cao cấp. Đấy, làm nóng rất là nhanh, chịu nhiệt rất là lâu. Và đây là kính cường lực. Đấy, chung là nó giống y hệt như cái tấm pin năng lượng mặt trời nha mọi người. Đó. Thì thực ra là cái dòng này thì về cơ bản ấy thì người ta lắp thì thường thường là nó y chang như cái máy ống thủy tinh thôi, tức là bình để trên và tấm kính để treo ở dưới, nói chung không khác gì nhau cả. Mà cái dòng này nó có một cái điểm khác ấy, đó là tấm kính để ở ngoài được, mà cái bình có thể cho vào bên trong mà không nhất thiết là vẫn bắt buộc phải để ở ngoài. Bởi vì ở đây chắc nhà anh như là sợ cái bình ở ngoài nó nặng mãi, cho nên là anh để ở trong nhà luôn đó, cho nên là cái tấm này để ở ngoài. Còn đường ống thì nói chung đi y chang như vậy mọi người. Đây, cái đường đen này là nó sẽ từ cái bình đó nó hồi về lại cái đường này, đường kia nó hồi về lại cái bình đó. Còn hai cái đầu này thì biệt đi. Máy đã ở bên ngoài đó mọi người, đây là bên ngoài này. Đây cái vị trí của đây, cái tấm kính là mình đã đứng ở đây. Còn trong đây thì đây là cái bồn cấp này. Thực ra đây anh chị ấy không xài nước trực tiếp mà anh chị ấy dùng cái con máy bơm đẩy để trực tiếp lên cái bồn đây, bồn hai khối này. Bồn hai khối này thì nó chạy xuống dưới nhà thì nó yếu quá, nó chảy qua bên này không được, cuối cùng gắn một con máy bơm tăng áp. Mình gắn vào đây, trước mình đang gắn con máy bơm này đây, đây con Reken 200 nhé. Lấy nước trực tiếp đường hút đây, từ bồn này câu theo cái đường này, đây là khóa này, đi vào cái đường hút này, đường ra này, đây là cái mồi này, cảm biến này, kính áp, bo mạch, cửa nè. Đi về đây thì nó tách thành hai hướng, một hướng đi về xuống nước lạnh, tức là một người xài ở dưới nhà là mở nước này là rất mạnh luôn, con máy này nó sẽ chạy bơm tăng áp mà mở ra là chạy khóa nước này là nó sẽ dừng. Và cái đường này là đi về kia là về cái mà cái đường nước nóng. Đây, đây là cái van khóa của nó, đi về van một chiều này. Đi lên đây cấp vào cái đường đáy này, đây đường đáy là đường cấp chính này, đường này vòng với đây hồi về lại cái phần đáy này, đường này nó ra tới cái phần đáy của tấm kính hồi nãy. Đó, thì cái phần bên phải của tấm kính kia nó sẽ hồi về lại cái phần của mình này. Đây, phần bên phải kia là đây, là cái ống này vòng vào tới đây nó hồi về cái bình này. Còn cái đường này là cái đường nước xuống nha, khóa nước này xuống như nhà sang như bình thường. Đó, nó chia là thành hai ba hướng rồi đó. Đây là cái van sở đấy, đây là cái cục gắn đường này, đây nè, đây này là cái cảm biến nha mọi người, đây là cảm biến nhiệt độ. Đó, đây là cái bình Osaka nha mọi người, giống như cái bình hôm qua mình đang lắp ấy, mặc cái Osaka luôn. Chân của nó thì khá là nó dài luôn, cái tấm kính nó đặt trực tiếp tại đây cho mọi người. Nhưng mà thường thường như thông thường đấy, đây là bình của nó này, kính nó sẽ đặt hết theo cái chiều dọc như vậy. Tại bởi vì là không để kính trong này, nó bởi vì trong này không làm không nóng không được, thế nào cuối cùng kính để ngoài, bình để trong mọi người. Nên là khi quá trình lắp đặt người ta cắt gọn như vậy rồi. Đây, còn thấy đây thôi, thì chủ yếu là đỡ cái bình chứa thôi. Đây là cái van áp mới gắn, bắt buộc phải có cái van áp nha mọi người. Khi mà áp suất nó lớn nước nó sẽ tự xì ra, cái khí khi nén bên trong nó sẽ tự xì ra. Đây là cái con bơm, giờ mình sẽ mở cái con bơm này, nó cấp nước rồi. Ngoài nó kêu nó rất êm nhé, trong đây thì nghe nó ồn thôi nhưng ở ngoài nghe rất là êm. Xả áp này là bằng tay nha mọi người. Đây, này.
cấp nước. Thì nếu mà cái nước đường ra của nó không có chỗ thoát nước ấy, nó sẽ tạo ra một cái khí nén rất là mạnh. Đấy, bình thường ấy, có cái ván giá mình gắn ở ngoài cái đầu ấy, tự nhiên nó sẽ xả ra ngoài đó rồi, nó xả bớt cái khí nén đi. Bên trong này nó sẽ đẩy nước, nó sẽ có cái áp lực nó đẩy sẽ ổn định hơn. Van trong này nó van xả thủ công thôi. Khi nào mình cần thiết mình làm gì mình xả nước hay mình sửa cái chữa cái gì mình cần xài tới cái van đó. Còn ở ngoài cái van tự nhiên cái này nó sẽ tự xả nha mọi người, không phải lấy tay mở lên như vậy nữa. Mình mở tay vẫn được nhưng mà cái loại đó là nó tự mở luôn. Nó bị đổ nước thành ra là mình kiểm tra luôn. Đấy, mình xả hết nước thì mình gắn cái van áp mình kiểm tra hết luôn thì áp suất nó lén mạnh quá hay sao mình nó bị xì nước luôn, và cái phần vị trí của nó cũng bị bung luôn. Đây như đây là cái cục này là cái cục bộ điều khiển này, bung cái phần này ra luôn. Mình xả nước này, đây chúng ta đang chảy nước ở đây nhé, mình chúng ta chỉ bơm có nửa bình thôi. Đây rò đây mình tí là mình bơm đầy lên chắc là nó chảy khá là nhiều. Trong triệu áp này thì mọi người lưu ý nhé, khi gắn thì ba cái đường nối của ống nhiệt phải cực kỳ cẩn thận, cực kỳ gắn cực kỳ sâu. Đấy, còn nếu mà mọi người gắn sơ sài quá, gắn ở bao nhiêu chẳng hạn như đây, mình không nối cái này nhé, mình không gắn cái này nhé, nhưng mà đây mình lùng đường nối của nó này. Nối xong bỏ thế là nó đùn ngược lại, nó được có một chút xíu thôi, cho nên là sau này cái xem thời gian ấy, cái áp nó mạnh nó dẫn đến tình trạng cái ống nó rung, nó sẽ bị xì nước ra khỏi những cái đường nối đó. Nối phải thật kín, phải cẩn thận mới được, không được phép nối ẩu. Dòng này thì nói chung là nó cũng giống như cái dòng bình thông thường thôi, khi nó bị rò rỉ nó mới kiểm tra không có được. Cái bình này thì đang trong hạn bảo hành nhé, cho nên là mình sẽ kêu thợ tới, thợ kỹ thuật tới, người ta sẽ kiểm tra lại. Nếu mà có vấn đề gì liên quan đến cái lỗi của cái bình này, người ta sẽ đổi cho một cái bình khác. Còn mình không được phép cày ra, nếu mình cày ra thì người ta sẽ không bảo hành, mình sẽ phải chịu. Hoặc là ai mà người ta đang sử dụng, người ta tự ý cày ra người ta sẽ phải chịu. Đấy, tốt nhất là mình để nguyên, mình sẽ gửi cái tình trạng hư hỏng về cho bên nhà phân phối người ta coi. Đấy, như lỗi nhà sản xuất thì người ta sẽ tạo điều kiện đổi cho một cái bình mới. Nhưng mà thời gian này nó cũng mất khoảng 2-3 ngày gì đó. Thời gian như vậy. Chừng nào nó hư anh mới thay, hiểu không? Tiết kiệm. Cắt dùm cái, cắt mấy cái đường ra thôi, cắt nhớ để ra cái đầu răng nhé, để tí mình nối nhé. Thì cắt dư ra tí, cắt dư để nối là được rồi. Nói chung là đây là cái bình chịu áp nha mọi người. Cháy nó như đây. Cho vào cái xô, cho vào cái xô, cho vào cái xô, không nổi. Cho vào cái xô này này. Đây. Không có sàn nhà người ta ấy. Còn cái đáy nữa cô ạ, anh sở cái đáy này, anh sở cái đáy tôi chào bé ra. Thôi xuống thì đi thôi. Thôi kéo mẹ cái ống lên trời được không? Này khả năng nó chảy nhiều hơn này ta. Cái gì đây, thì ra nước chỗ này đây chú. Đi bên đó đi.
trước mắt này ta để đẩy ra phía anh này nhá, cẩn thận nhá. Để có phía anh rồi. Ừ, đẩy có phía nhấc nhấc cho qua con ốc ấy. Được rồi. Qua đây, qua đây. Ui, vướng mẹ cái ống này rồi. Vướng tháo này không? Chắc tháo này ra luôn đi chứ đồng tí nó mất công là vướng. Rồi lên này. Gì nữa? Từ từ bình đấy, coi thử xem nào. Còn một cái ống này chưa cắt, cái ống nổi ơi, chán thật chứ. Ui, hai cây giống như một cây. Mày, người cái thằng. Nó có phụt nước đâu nữa đây. Để biết nói con này cái này hứng. Cắt cái chai nó. Tí nữa mình ra kia mình tháo sau đi, quan trọng gì. Rồi, cẩn thận nha, mà cái này nó nói chung là nó an toàn hơn cái chân inox nhưng mà cẩn thận đấy. Qua đây, qua đây. Nha, để quay nha. Rồi. Tiếp, xuống. Ôi, vừa. Xuống đây, xuống đây. Vướng, qua luôn, qua. Xoay mẹ lên trời đi, cho khỏi chảy nước luôn. Đến tháo này đây à. Để mà cầm tay. Hey. Xong để mà cầm tay cho chứ. Rồi. Xuống luôn hả? Ừ, xuống dưới. Bây giờ để bước với chị. Rồi. Được không? Cầm được. Rồi. Thần nha. Cầm hơi khó đấy. Bảo lấy để cái đầu răng đấy mà cầm chứ nghe. Anh để cái đầu răng nguyên, anh cầm cái ống luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Ủa đây mình bật gì đâu không? Thì đổi bình khác mà. Có xe nó chở cái bình khác để thay mà. Được chưa? Cầm ok. Cẩn thận nha. Rồi dừng cái nhé. Dừng. Rồi. Đây, xe tới bây giờ đây. Dừng đây, dừng. Mệt mệt thật đấy, cái thằng này. Rồi, nó bị tú. Tiếng gì? Tới luôn giờ mà. Hả? Tới luôn mà. Chở luôn nữa. Vâng. Hẹn nó trước rồi mới đầu bây ra đây cắt đây chứ. Ăn đủ gì chưa đấy mà sao thở mệt vậy? Chưa ăn. Để anh ra anh mua cho mày đi nước uống nhá. Làm gì mà mệt vậy? Ủa gì? Nước mía không? Chỗ nào mọi người gắn kiểu gì cũng được nhé. Ví dụ như bình nó để như vậy nè. Thì có một đường nó sẽ hồi, nó sẽ chảy xuống cái phần tấm kính. Tấm kính nó sẽ hồi với lại, chẳng hạn như đây. Như phần này nó vòng xuống tấm kính thì cái phần ở phía kia nó sẽ hồi với lại cái đường này. Đấy. Sau đó thì một cái đường này nó sẽ phải xả nước ra ngoài để nó chảy xuống cái nhà như bình thường. Thì cái này nó có một con bơm ấy, thì nó sẽ tuần hoàn cái dòng nước từ cái tấm kính về cái bình này. À, mọi người mở qua cái bộ sen ngoài nóng lạnh nó sẽ chảy ra trực tiếp từ con bơm thôi. Đây là cái van áp nha mọi người. Bình này nó bị nứt mà nó xé ở trong thân bình cho nên là bơm nửa bình nó rò quá trời luôn. Dòng này thì đây, đường này là cái đường hỗ trợ nhiệt nha. Ok, tiếp theo. Mình thay một cái bình mới đây thôi. Cái bình này sẽ gửi về cho cái bên nhà phân phối. Thực ra là bình này nó còn mới nên là mình không có muốn cắt ra hay đục ra nữa, nên mình để nguyên luôn.
áp nha mọi người. Cái áp nó nén quá thì cái này nó cho tiêu xả ra. Con này thì bắt buộc phải nắp ở trên đầu nhé. Khi mà nó nước không bên trong mà nó được không đủ, nó không đầy được kín ấy, thì cái van này chắc tự xì cái phần áp ra ngoài luôn. Nó chỉ xì được cái áp thôi, chứ nó không xì được cái nước nha. Có lỗi đúng đây? Có lỗi đúng đây? Em nghe. Dạ. Giờ này nhá. Mai đi. Ra chưa? Chưa về nữa. Dạ. Đâu. Hỏi. Ok. Chơi hai mũi tay ngoài. Ok. Có gì nhắn tin em nhé, nhắn chạy xe. Ok. Để đi sau. Hai lấy hai chỗ. Nói thành cái này bên này nó chọn nó là vùng 30 nó cũng dài hơn. Thì không biết nó cũng vậy. Thì không biết, nhưng quan trọng là nó cũng khớp. Chỗ ông lính em nhắn qua nha. Cái gì anh? Mới lắp alo nó chỉ đánh thằng cái gì á. Mới đi ngày đó. Rồi nha. Ba cái máy chị anh dâu đó ha. Ờ. Cái đánh thôi cái gì. Hôm bữa. Có thêm được. Thì bên này em cũng không biết có bị không, soi trong nhìn không nhìn thấy gì luôn. Không, bên này nhấp, thì nhấp ra phát cua. Bên này anh trông có vẻ hoàn tráng hơn đó. Dạ. Rồi, có cái cục gì kia. Ui, nhặt cái cục cái ra rồi. Ôi mình. Nhéo út của nó luôn đúng không? Anh đi đâu? Ý là bên mấy trạm á. Nghĩa là anh đi qua chỗ nào đó? Đồng Nai. Phê chết mãi luôn. Kéo lên là trơn vậy. Cảm giác là không chạm đầu nhé. Nghỉ đi đã, đeo mày. Đây là cái bình mới. Đây là hai cái lỗ. Này là hai cái lỗ xả áp nha mọi người. Đây. Ở dưới này thì là mấy cái lỗ để đường rô này, đường gắn cái chở này, cảm biến nhiệt này. Đấy, còn hai bên này thì như bên kia thôi. Một đường hồi ra bình, một đường thì hồi về lại, một đường nước xuống. Đó là để gắn cái điện chở. Chung là dòng chịu áp thì nó rất là nhiều lỗ. Cái bình này thôi nha mọi người. Đây là cái tay vân nâng áp. Nó đẩy
lấy nước trực tiếp từ cái bồn này này, đẩy vào cái thân vào cái máy chiếu áp này luôn. Đây là cái đường mở nước này. Đó, thì đây cái hệ thống của nó sẽ như vậy. Đường đi chính. Đây. Đường này, nó tới đây nó sẽ có một cái van một chiều, nó chặn lại, nó không được phép đẩy vào trong nữa. Sau đó nó sẽ đẩy trực tiếp ra cái tấm kính. Tại cái phần đầu tiên của tấm kính sẽ có một đường hồi về lại. Cái đường hồi của tấm kính sẽ vào tới cái này. Đường trên không sai tới, thì biết đi nhá. Đây, đường trên không sai tới, mình biết đi này. Này là gắn điện trở thì không nói nhá. Nhà nó không sai, nhưng mà nó không gắn. Này là một cái xả nước. Đây là cái đường ra chính của nó này. Đường ra nhá. Ở đây có một cái van một chiều. Đây là cái khóa nước này. Ở đây là cái gắn điện trở. Đây, đường này cũng là cái đường bít, bỏ đi luôn. Trên nó có hai cái van xả áp mọi người. Xả áp thì nói chung là chừng nào mà máy áp suất lớn quá mới xài cái van xả áp này ha. Rồi chờ cái bồn đến đấy nó ok ha.